Hiện tại shop zombietv.com của mình đã tăng tỷ lệ trúng phần thưởng lớn như 10.000 kim cương vô cùng cao lên tới 200% của tất cả mini game trên shop. Nên giờ mình sẽ nạp thử 200.000 vào để test nhân phẩm ngày đầu năm mới của mình xem sao nha anh em nhá. Ok, thì mình sẽ thông báo cho anh em ý biết một điều nữa là sự kiện đóng kết đang diễn ra thời gian từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022. Khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp, tăng tỷ lệ trúng phần thưởng lên ở mini game lên tới 200%. Nạp ATM Momo khuyến mãi 25%, nạp 100.000 nhận ngay 125.000 tiền của shop luôn đó mọi người à. Tăng tỷ lệ những tiền kim cường quân huy RB khi rút tới 80%, giảm giá 70% mini game hoặc game Free Fire Liên Quân Liên Minh, nhận ngay một lượt lì xì miễn phí khi đăng ký tài khoản shop 2022. Đón tết thảnh thơ chơi tới bến chỉ có tại shop zombietv.com thôi anh em à. Mình sẽ rút một bao lì xì không đồng miễn phí. Anh em thấy gì chưa? 2.999 kim cương. Anh em biết cái thể lệ làm sao để có thể mà nhận được lì xì miễn phí không? Ok, thì mình sẽ nói cho anh em biết nha. Đăng ký tài khoản shop từ 0 giờ ngày 28 tháng 1 để nhận được một lượt quay miễn phí. Nạp thẻ thành công từ 30.000 trở lên nhận ngay một lượt quay miễn phí không giới hạn. Có cơ hội trúng các phần thưởng sao? Chúc mừng năm mới 2022 từ 3 cho tới 666 kim cương, 200.000 tiền shop, 250 kim cương, 1.000 kim cương, 1.999 kim cương, 2.999 kim cương, 100 kim cương, 80 kim cương đó anh em à. Không quay năm mới, đây anh em thấy gì chưa, thấy gì chưa? Bây giờ là chơi thật luôn này, quay ngay. Bao nhiêu kim cương cho dùm. Trời ơi, chơi thật lên tới 2.900 kim cương anh em ơi. Chỉ giá 20.000 mà mình liền được nhiều vậy? Còn nhiêu tiền ta? Đủ 5 lần nữa thì chơi luôn 5 lần. Trời ơi, oh my god. Tổng số kim cương mình đã trúng đó chính là 24.254 kim cương. Bởi vậy anh em hãy mau mau vào vòng quay may mắn đi. Cùng mình làm gì làm gì? Test cái nhân phẩm nào. Trời ơi, tôi thấy tôi quá là may mắn rồi đó anh em à. Còn bây giờ thì cho video thôi. Cho ủng hộ sao tụi nha. Đào lúa thôi. Trời ơi, bây giờ mình phải đào đã. Trong đống này bác dân làng còn qua lấy nữa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Zombie Cute for My Way. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho Zombie một like, một share. Và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 1.500.000 subscribe sớm nhất nha mọi người ơi. Thì hầu như tất cả những anh em đang xem video của mình đều là người mới và chưa bao giờ nhấn cái nút đăng ký. Trời, bởi vậy tôi buồn lắm. Bởi vậy là mình cầu săn cầu khẩn anh em là hãy giúp đỡ mình để cho mình đạt được 1.500.000 subscribe sớm nhất có thể nha mọi người. Ok, thì bên dưới mình có để đường link Facebook như là Instagram của mình và cái hội nhóm của Jimmy Bảy Gia, nên là các bạn nhớ bấm vào đó. Facebook của tôi thì nhấn theo luôn follow một cái, Instagram thì theo dõi một cái, cũng như là vô tham gia vô nhóm vô mọi người để có gì tôi cập nhật tình hình tôi hai cảnh cho mọi người coi. Đây. Trời ơi, quá trời lúa luôn anh em à. Bây giờ phải giặt xong để bác dân làng tới mà mình chưa không lòng có tiền luôn á. Bác dân làng tới rồi nè. Đã con xíu bác. Ủa? Ơi, con làm sao chưa? Ồ, giờ đây con chăm chỉ quá ta. Dạ tết tới giờ bác phải kiếm tiền tới chứ. À thôi, ngồi ra đây đi, để ta làm nút. Làm hết luôn rồi. Dạ. Ok. Thôi ra đây nè, đưa ra ta lúa đi nè, ta tính tiền cho con nè. À lúa của hôm trước là được 60 đô, hôm nay là được nhiêu đây nữa bác tính đi. Để bác tính coi. Để bác xem. Ô, trời ơi, nhiều quá, hôm nay cũng khá là nhiều nè. Nè bác. Bác đây bác đưa tiền nè. 100. Theo thức ước tính bác tính là tổng cái này là tầm 120 đô. Đó. À, okay, mà bác nhưng sắp tới. Sắp tới nơi rồi, bác lì xì cho con 20 đô đó nè. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. À dạ rồi, không có gì đâu, bác đi đó nha. Bây giờ mình phải đem cái tiền này, mình coi cái tiền tích góp một năm của mình trong ngân hàng. Bây giờ được bao nhiêu thì mình sẽ đi mua quần áo Tết nè. Cũng như là em lì xì cho mấy thịt dê trong team sinh tố nha. Ngày hôm nay vui quá là vui, bao ước mơ cùng tôi thần kỳ. Có con mồi rồi. Có con mồi rồi. Bây giờ đợi nó ra để xử nó thôi. Tôi đút thiện á, đợi nó đút thiện xong mình xử nó luôn. Đưa núp vô, núp vô, núp vô. Hôm nay em tới là Jimmy. Hôm nay em tới lấy cái tiền mà một năm quay em dành dụm được bao nhiêu vậy chị? Ok, một năm quay em dành dụm được 2.000 đô nha bé. Rồi, để chị thấy. Dạ. Ủa,
cái bà ngân hàng này bà có bị khùng không ta? 2.000 đô mà bà bê qua mình tới 41.000 rồi. Chị ơi. Hả? 41.000 hả? Ờ đúng là rồi. Trời chết queo rồi, thôi cho em luôn á. 41. What? Đâu? Ờ, ngân hàng này kiểu thích gì rồi. Thôi em trả nè chị ơi, em lấy đúng 2.000 đô okay. của em thôi. Thì vậy chị? Trời ơi, tổng thống giết chị. Hôm nay chị hơi lắc. Không hiểu luôn á mấy bạn ơi. Ờ, mình cũng lắc theo bả luôn rồi. Nà 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 nà. Đi lại. Con nhỏ kìa. Nhỏ nè. Mày về rút tiền đúng không? Không có đâu, tôi đâu có tiền đâu. Đúng không? Đẩy nó vô trong bụi đi, đẩy vô trong kia, cần gì tao thấy bây giờ. Rồi bây giờ đây. Một bây giờ là mày đưa hết tiền cho tụi tao. Hai đúng vậy. Là mày sẽ bị bắt cọc kìa. Đúng vậy đó. Tôi không có tiền. Tôi có chỉ có 10 đô thôi. Bắt cóc nó luôn đi. Đánh đâu Đúng rồi. Rồi, ai? Bây giờ gọi cho cái thằng yêu nó tống thêm tiền coi. Để coi. 09033101XXXX. Ok, được rồi. Mấy người ác quá. Alo. Mày nè. Ý, ai gọi điện thoại vậy? Quái. Alo. Bây giờ tao đang giữ người yêu của mày. Mày muốn chuộc lại không? Người yêu tao? Ngày dạ, người yêu tao tên gì? Dâm mây chứ gì? Sao tao tin được? Có giọng dâm mây không? Đây là để đưa cho con nhỏ nó nó kìa. Đi. Rồi tắt cái alo. Đóng lại. Rồi nghe chưa? Tin chưa? Dâm mây. Tụi mày dám bắt cóc dâm mây hả? Tụi mày đang ở đâu? Tụi mày cần cái gì? Nó đâu còn lâu mới nói. Bây giờ muốn chuộc lại XYZ thì phải đưa tiền. Được rồi. Bây giờ mày gửi dâm mây cho đàng hoàng nghe một tí tao tới liền vậy thôi nha. Ai mượn ngàn đâu mà? Mượn ngàn đâu? Mấy là mày lẻ quá mày mà báo cảnh sát nghe là lúc mày tới đây là không biết người em mày còn sống không đó con. Đó tôi sẽ không báo cảnh sát giáo giữ cho đàng hoàng đó biết chưa? Đó chuyện như vậy đó. Bây giờ bọn chúng bắt bạn gái tôi rồi, tôi là tổng thống của cái làng này. Bạn gái tôi mà có chuyện gì mấy người cảnh lại như vậy. Nhưng mà vấn đề là tại tôi nghĩ là người trong sinh tố rất là đàng hoàng mà sao có vụ bắt cóc được. Hay mệt quá. Có kế hoạch là tôi phải đi rước giùm mày về đó. Các người coi mà cẩn thận với tôi đi. Nghe chưa? Ơi, dạ, được dạ, rồi. Dạ. Bọn tôi sẽ ập tới sau. Nên là anh cứ đi chỗ đó đi. Tôi đi tới đó trước đó. À, mấy thằng chó đã rồi ra. Rồi đang gần người yêu của mày đang tới. Chuẩn bị ớt rồi. Nó tới rồi. Đừng có manh động. Hình như không có cảnh sát để tao kiểm tra nghe coi. Kiểm tra có ai đây đâu. Tao không có. Vậy là nó đúng rồi đó. Chỉ đưa tiền, đưa tiền. Cần bao nhiêu? 15.000 một gì mày nói chuyện nhỏ qua cho nên tao tăng lên 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì nhiều vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rồi bây giờ là bây giờ chúng ta bây giờ thì đâu bây giờ rồi. Cứu tôi! Ủa, cứu mày trước đã. Dạ, Dâm Mây. Ai thằng chó? Mày đang mất dạy. Sao mày chưa cảnh sát vậy? Mày đụng nhầm rồi, tao là tổng thống, tao có quyền mày. Gửi mặt nạ ra coi. Bây giờ gửi mặt nạ tôi ra coi. Ây da, trời ơi, cái gì vậy? Dạ, cứu tao đi, mọi người mất dạy. Tao không muốn gì đâu. Cứu tao. Đây, bây giờ hai người này tôi xử được, hai người đi giờ đi. Trời ơi, biết sao không? À, tụi tao bị dụ. Bị dụ là sao?
Đúng rồi, tự nhiên cái thằng Huy nãy nó rủ ông nổi này. Tại vì thằng người trong làng nữa. Nó rủ tao đi quánh bài, cái bị tụi đánh bài nó lột hết tiền luôn. Đánh bài. Chuyện là như thế này nè. Ây ơi ơi, bữa giờ sắp Tết rồi mà tao muốn kiếm cái gì đó có nhiều tiền để chơi, để làm nữa. Ôi, tao cũng đang kiếm nè. Tao bây giờ hết tiền rồi, tao chỉ còn 1,000 đô rồi thì Tết tao ăn chơi cái gì được. Tao cũng còn 1,000 đô hả? Làm sao để có tiền ta? Thôi, tao đang xin nè. Chà, là những con người thiếu thốn tiền. Nghe nói cái anh đang thiếu thốn tiền phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cô có tiền cho tôi, cho tôi. Cái anh gặp may rồi. Cái anh gặp tôi thì đúng rồi. Bây giờ các anh ấy đi chơi đánh bài đi. Chơi đánh bài. Trời ơi, sẽ được nhiều tiền lắm đó. Kèo phải không? Không được đâu, không được đâu. Mẹ tao bảo đánh bài là xấu lắm. Không được, không mày xấu giờ đâu, mọi thứ đều bình thường. Cứ đi theo tôi. Mày đánh thử đi, mày đánh thử sao? Đánh thử đi, biết đâu có lời được thì ăn luôn á. Tiền lời lãi hơi bị cao đó hai anh ơi. Đây 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 hai anh, căn nhà này đi chỗ này nó xa xôi hẻo lánh vậy. Vô đi anh. Vô đi mày ơi. Vào đây hai anh. Người mới hả? Nào. Đi đâu vậy? Đừng có ngại, hãy vào đánh bài một lần cho nó vui đi nào. Dạ dạ. À tôi đánh ít thôi nha, tôi đánh 100 đô thôi nha. Tôi một lần 100 đô thôi nghe. Ok. Thoải mái đi mấy chú. Đây 100 đô nè. Rồi, ê, rồi để ta lấy cho. Tụi tôi ngồi trong một tụ nghe cho nó dễ chơi. Dỡ bài lên coi bao nhiêu nút rồi. Mày đếm để đếm coi. Wow. Chín nút nhỏ. Nút gì mà hơn mới vậy. Thôi. Trời. Game dễ quá, game dễ quá. 400 đô nè, mỗi anh đánh một cái đi. Yeah. Đi lên rồi. Nhanh. Trời, mấy anh đúng đẹp trai còn chơi hay nữa, thôi cực hết luôn đi anh. Trời ơi, đâu tôi cực hết. Cực hết luôn. Này bao nhiêu vậy? Rồi. Ok, hay quá. Là 2000 đô với 400 đô là 2400 đô đó. Chui nha. Được đó, anh ơi. Chơi lớn, chơi lớn. Rồi, vào nào. Được rồi. Bao nhiêu vậy? Tôi lên coi. Cái nút đó nè. Dạ. Tụi tôi ba cào. Cái gì? Xuống bàn đi mấy chú, xuống bàn tới đây. Cái gì? Vậy tìm mấy anh ấy, anh lấy tụi gì? Thua hết trơn luôn rồi. Từ từ. Cái này để em, đại ca, cái này để em. Đây mấy chú, tao là cho dài đó. Bây giờ tụi bay á, tao cho tụi bay mượn. Giờ tụi bay đánh, tao lấy lại ít thôi. Chịu không, chịu không? Rồi, chơi vui là chính mấy bạn ơi. Đi nè nè mấy anh nghe nè. Tết giải trí mà. Với lại nếu mấy anh thắng á, mấy còn lãi nhiều lắm luôn á. Đúng rồi. May mắn lắm. Tôi hỏi ý cái nghe. Giờ sao? Giờ hết tiền rồi, nhưng mà bây giờ mình không còn gì nữa, mình chơi tới bến luôn. Thôi chơi tay trắng cùng lắm, chơi bài trắng tay. Tao nghĩ là hồi nãy là mình thắng một trận, mình thua một trận, bây giờ là mình thắng nè, bây giờ mình mượn rồi mình cược hết luôn. Được không? Đúng rồi, hợp lý. Giận chơi sợ gì mới gây. Ok. Tôi ra rồi. Ok. Câu trả lời của hai anh là gì? Tụi tôi mà muốn vay 10,000 đô. Đúng rồi. 10,000 đô. Có sẵn tiền mà. Có sẵn luôn anh trai. Lựa chọn sáng suốt đi. Rồi, vô chơi tiếp nào. Vào chơi tiếp nào. Cược hết luôn nha. Hết luôn tụi tao. Tôi cược 10,000 đô này luôn. Tay trắng cùng lắm, chơi về trắng tay. Ok. Ôi, con già là 19 nút rồi. Bây giờ thêm một con 10 nữa là 9 điểm. Ôi, con mày là bao nhiêu em? Phải 10 không? Nhanh lên. Sao rồi chú em? Nói sao à? Sao rồi? Mày không mấy nút vậy? Sao là mấy anh? Nói cho tớ nghe đi mấy tụi bay. Nó 2 nút tôi kia. Mình 1 nút tôi đã 1 điểm. Trời ơi, hết tiền rồi chứ vậy, 2,000 đô đó. Tụi tôi làm gì mà gấp vậy hả? Giờ tụi bay nghỉ, tụi bay có thể chạy ra khỏi đây cách dễ dàng vậy đâu. Vậy tụi ông ăn tôi 2,000 đô rồi. Mà tụi bay thua. Và bây giờ đó, nghe ta nói nè, ta biết địa chỉ nhà mày và những người mà tụi bay thương yêu. Thằng tóc xanh, ghệ mày là tên Abi đúng không? Tao không biết. Thằng tóc vàng, mày thích thằng sắt đúng không? Ôi, nghe hơi kỳ nhưng mà... Nè, nói cho tụi bay biết. Nè, muốn đi ra khỏi đây dễ thì qua tay thằng tóc đỏ. Bên kia nó lấy một ngón tay của mày đúng không tóc đỏ? Muốn đi ra khỏi đây, phải để lại một ngón tay. Rồi, bây giờ để ta tính tiền nào. Hồi nãy tụi bay mượn ta khoảng 10,000 đô đúng không? Ta sẽ lấy lại
100.000. Cái gì? À, cái gì? Ông lừa tôi. Ơi, mày ông, mày ông gì vậy? Ai ai? Mày ý kiến gì? Hồi nãy ta nói chuyện nhẹ nhàng lắm luôn á, mà tụi bay cũng đánh ta luôn rồi. Không, thật là ăn cháo đá bát thiệt luôn chứ. Rồi, tội này, tội này, tụi bay mà không trả, ta sẽ không những hại tụi bay mà còn người yêu tụi bay nữa. Hiểu chưa? Không phải người yêu tôi nhưng mà đừng có hại nó. Nó hiểu rồi, lo đi lấy tiền đi. Để biết rồi, biết rồi, biết rồi. Chuyện là vậy đó. Trời ơi, sao con mày ngu quá vậy? Ai biết đâu, Tết này tao muốn đi cô gái, muốn mua áo quần thôi mà. Với tụi tao không có cơ nở làm việc vậy bắt mày gì đâu. Thử tụi nó được. Tụi nó đã ở trong khu này của tao rồi mà nó còn dám như vậy nữa hả? Ê, ê, ôi, đúng. Bây giờ cho tao mượn, cho tao mượn tiền đi, để có gì tao trả tụi nó cho. Đúng rồi, tụi nó đông lắm, không có xử được đâu. Tụi nó đông lắm. Thể loại đó là không cần trả tụi nó gì hết, để tao xử cho. Đi. Dạ, ai, trời ơi, ơi. Trời ơi, bà chuyện gì mày gung rồi, mày xử ai mày? Nó nào vẫn đây, 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 đây. Ta thấy rồi, hình như có nhà đằng kia đó. Đúng rồi, nó đó, đúng nó rồi. Đó. Đây nè, tao bay đâu rồi? Dẫn đi đâu rồi? Ôi, tao rung quá mà. Tao rung quá. Trong đây đúng không? Vô xử tao luôn. Không hiểu được mấy thằng này nó nghĩ sao luôn á mấy bạn. Tết đó rồi còn đi gì nữa. Ôi, ôi, sao tao quýnh tao vậy? Mày như nào? 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 Nó quýnh tao luôn nè. Ôi, nó quýnh tao kìa. Mày nè, mày nè. Tụi nó có súng đi nè. Anh em nó đang. Bộ ồn ào quá vậy. Ơi, cái gì mà ồn ào dữ vậy hả? Bây giờ để ba thằng con trai tụi tôi ở lại. Ở lại cầm chân cho. Bây giờ Jimmy chạy về báo cảnh sát đi, nhanh lên. Ok, 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 ok. À, à, cái thằng tóc xanh, thằng tóc vàng. Mày nè, im lại. Đẳng đẳng kìa. Ba cảnh sát gấp mới được. Thằng con mày đứng lại đây. Ủa, về lại xin tốt á. Ở đằng kia đang có bọn giang hồ đang làm hại tới tổng thống nhà luôn kìa. Mấy cảnh sát là tới gấp đi. Ơi, vậy là không được rồi. Rồi cô cứ đi đi, bọn tôi sẽ tới liền. Tại vì bây giờ còn có mình tôi à. Ơ, à, tôi có gửi tọa độ vậy nha, trời. Nhưng mà gấp à, rồi, nha. Rồi rồi, ok ok. Trời ơi, cảnh sát gì vậy trời. Giờ đây không đi nữa, có mình tôi cái ông sợ không đi mấy bạn ơi. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Á đồ. Thằng cháu của mình nè. À, mình nghĩ A à, được cách gì rồi. Ta-da. Ta-da. Đứng dậy mấy đứa, đứng ngồi. Ta-da. Mày nè. Tụi bay nghĩ tụi bay ngon lắm hả? Ôi tao không ngại. Jimmy tới rồi, cảnh sát ơi. Ôi, dối chuyện quá vậy. Ôi, Jimmy làm gì vậy? Ôi. Ao. Nhỏ này. Ôi, con chó này luôn kìa. Ôi, tới đây. Ôi, trời ơi. Ui, mình lắp hết máu rồi. Em cho chữ nó đi. Cho nó đi cho. Chữ nó đi. Ui, nó bắt đây. Mẹ. Ôi, con chó ngu ngốc này. Con nhỏ này. Có chân, có chân, có chân. Dạ, bị chó cắn nha. Con chó chết đây. Nó sắp bị chạy rồi, cố lên lại chơi. Chạy đây, chó chơi kêu quá. Mày nè. Mày nè. Ôi, đại ca. Ây, ai ca xuyên nè. Chạy tao đó, ba tao rồi. Cảnh sát ơi, bắt tôi nó đi. Cảnh sát tới rồi. Cảnh sát ơi, cảnh sát ơi. Ôi. Trời ơi, đại ca. Đâu hàng đi. Trời trời. Ăn chứ chạy tết gì. Làng sinh tố mà tụi mày dám như vậy hả? Trời ơi. Cái chơi chơi ấm bài là xấu mà tối ngày chơi hoài. Một đế kết. Tao trả thù. Thôi đi về đây. Cuối cùng thì Tết cũng đã đến rồi. Trời ơi. Ê thích mì tì chị giúp mấy à. Anh đi chút mắt đi chút mắt. Đi đi nhanh lên. Mấy ơi. Trời ơi. Bằng tù là. Bằng tù là. Bằng tù là. Bằng tù là. Nhớ bộ đồ này chỉ có mua cho mày cái đồ gắn lên cái đầu nữa mà. Mày dẹp đâu rồi? Thôi cái đầu em không thích đâu. Em phải thích khoe mái tóc thơm tho của em giữa bầu trời ấm áp nữa chứ. Ok. Trời ơi, nó mặc đồ nổi không mấy bạn. Mình lựa vô đồ bộ đồ nè. Anh đi ha ơi. Chúc năm mới vui vẻ, an khang, hình vượng, hình sự như ý. Thôi rồi, đâu rồi? Tiền vô như nước, tiền ra như trần cà phê anh ơi. Trời ơi, mới ơi, trẻ mãi không già. Trời ơi, mốt mày gặp chị ngoài đời á. Mày chúc Tết chị á không đâu. Dạ. Mày chút cái câu mà cà phê ra như da tiền ra ít như trọt cà phê nhiễu dọn gì nha. Tao giết mày. Okay. Tao giúp luôn. Sao gì, sao gì. Thì vô như nước là được okay. Rồi. Tao không cần con kia đâu, tao sợ con kia lắm mày. Anh đi ha ơi. Chúc mừng năm mới, em khen hình dưỡng, bạn sự như ý. Giờ. Đâu? Mày chúc kiểu gì vậy? Chúc anh. Bắt đầu năm mới vui vẻ. Cho mày bao nhỏ nè. Rồi. Trời ơi, chúc mừng, chúc mừng chú dạy. Cũng hay gì vậy. Chúc mừng năm mới với tài tiền vô như nước gì cho tụi bay. Gì lẹ vậy?
thì sao trời? Có gì đâu, nghe không có cái gì hết á, nghe chén quá thôi, cho luôn đó. Ôi trời ơi, em bao lớn nữa, trời bao nhiêu chiếu. Bao lần nè, bao lần chiếu may mắn. Mày kêu kết nhất là mày sổ sàng rồi chi mày. Đi 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 đi. Từ từ. Trời ơi, chuẩn bị hát của tôi nha. Mày chơi. Vô. Tôi kêu cửa ra, cửa ra, con mấy con mấy con mấy. Mọi người tên vô, tính là tôi. Ê, con số 3 kìa. Đâu? Ê, con số 3. Vậy chưa? Cái gì vậy? Trời ơi, đứng hả? Trời ơi, cô ơi, cô đừng đi lấy chồng. Rồi tay đô bên dòng sông tôi nghe hát cô nghe. Trời ơi, cô đừng đi lấy chồng. Ok, cô Thấm. Trời ơi, tao cho mày coi để tao nghe mày coi số gì. Rồi mày đọc tiếp đi. Tiếp. Trời. Để hai hàng, quân. Gì? Để hai hàng quân bài hát, lấy cái bông. Trời, số mấy? Số mấy, con số không ạ? Con này, để tao hát. Con số không, không có gì. Hôm nay em đi câu cá. Câu nhầm cá lóc đem về cho ba. Là số 33. Ok. 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 Đây nè, 50, 15, 20. Anh đi tìm em vừa chốn không dạ người. Ơi. Dạ ơi, không chưa tới nhưng mà hai ông đi đánh bài đúng không? Vậy không phải đánh bài đâu. Không có đánh bài chứ. Bài mà bài. Trời ơi, bây giờ ở đây chơi lô tô đại đại đi 1-2 ngàn là được rồi. Chơi giống như mấy ngày Tết thôi. Mình muốn đánh lô tô nè. Trời, mình đánh lô số 20. Đi lên qua tung lũng. Và bóng đêm ghi bàn chân. Để kia anh chẳng còn gì luyến lưu, em mong lắm mắt anh khô. Là con số vậy? Là ta yêu dài đúng. Con thấy đâu là con tương. Khi báo qua số bên đâu là nhà con số 3. Quá chén, quá chén, quá. Ok, bây giờ em sẽ hát lô tô nha mọi người. Đúng. Rồi, nhớ em để cái nha rồi. Ok. Ok, ok. Nhạc lên. Con số gì đây, con số gì đây, cờ ga con mấy, con mấy gì ga. Năm nay là năm con cộm, bắt con cộm, bóp. Bóp gì đây? Bóp. Bóp con cộm, con số 2. Ôi dạ, 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 số gì đây, số gì đây, con gì đây, con gì đây. Hôm qua, Huy đi qua nhà tao. Qua nhà tao Huy đau đánh vô đầu hằng Huy đau 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 còn số sao, còn số sao. Mới vô mày có đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con mấy con số gì đây, gì đây con mấy con số gì đây. Tô gà đi gì mày xa hầm quá có à nghĩ vậy ông trời. Ok đâu rồi vậy tới tôi. Ok. Gai. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Anh là kèo may mắn, luôn là kèo may mắn. Sẽ là người duy nhất, số 1. Cái gì vậy? Rồi. Đây, để tao nói cho. Đây, số gì đây, số gì đây, son cờ gì ra, cờ gì ra. Hôm qua Huy nè. Huy đi làm gì mày? Đá gà. Đá nhầm thằng gà là con số 3. Con số 3. Anh bắt khí hôm qua Huy đi qua cây cầu. Cầu nó gãy là con số 7. Ok. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía. Anh Ba Khía sáng nay gặp thằng Tố Gà. Thằng Tố Gà nó tuột quân tôi, tuột quân tôi, tuột quân tôi. Tuột quân tôi, tuột quân tôi. Còn số 5 năm. Ôi vậy? Dạ. Dạ. Ông có 55 em không hả? Mệt quá. Không nghĩ gì luôn. Ôi, còn ai ta? Còn ai ta? Tố gì da? Con mấy, gì da? Dạ chưa? Hey, con số mấy vị gia, con mấy vị gia. Hôm nay tôi ra chơi lô tô. Ở dưới đất là một màu xám. Còn số 3, còn số 3. Ghê. Số gì đây, số gì đây. Tới chinh kỳ đi.
Thôi ok. Phận làm con gái chứ một lần yêu ê. Là con số 7. Trời ơi, con số 7 kìa, số 7. Chị ơi, trời ơi, số 7 ơi. Chạy là con số 7. Ok các bạn ơi, tạm biệt đâu. Chưa, nó chén tàu còn số sao là còn số sao. Dơ quá đây. Tao chắc mày là con số 7. Tao chắc nhà là con số 3. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.